Đạt Villa được fan nhí donut 400 triệu, kiếm 1 tỷ trong thời gian ngắn, giàu tới mức nào? Nhận donut khủng từ người hâm mộ và sẵn sàng chi tiền để làm vui lòng bạn gái Vinh Hiên, Đạt Villa khiến dân tình không khỏi thắc mắc liệu nam TikToker giàu tới cỡ nào? Gần đây trên mạng xã hội đang râm ran về việc một phụ huynh người Việt sống ở Hàn Quốc lên tiếng tố cô con gái sinh năm 2007 đã lấy đến 400 triệu để donut ủng hộ cho thần tượng. Theo vị phụ huynh này, thì nhóm idol được con gái cô donut chính là gia đình Villa, mà nổi tiếng nhất chính là Đạt Villa. Cũng theo vị phụ huynh này, số tiền cô bé dùng để donut cho thần tượng này được lấy từ thẻ tín dụng của bố dượng. Vì số tiền khá lớn nên giờ gia đình đang chưa biết lấy tiền ở đâu để trả. Đang nói hơn, cô bé còn báo công an vu cáo mẹ để được tự do ở nhà dễ dàng ủng hộ thần tượng. Vụ việc khiến Đạt Villa và các thành viên trong gia đình Villa trở thành tâm điểm của dư luận. Rất nhiều người đã lên tiếng yêu cầu hot TikToker trả lại số tiền cho gia đình cô gái. Ngay sau đó, chị Nguyễn Phương Thảo, quản lý của Đạt Villa đã lên tiếng. Người này cho hay đã nắm được thông tin về vụ việc và có trao đổi xác minh lại với Đạt Villa. Chị xác nhận việc fan ủng hộ cho gia đình Villa là có thật, nhưng không biết chính xác số tiền là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo chị Thảo, đây không phải là fan cứng hay donut. Đây là một fan nhỏ tuổi hâm mộ và có mua quà tặng qua TikTok để gửi tới một vài thành viên trong team Villa trong những buổi livestream. Còn team Villa cũng không quen biết bạn gái này ở đời sống cá nhân. Dù vụ việc đang khá ầm ĩ nhưng đến mọi thông tin phía Đạt Villa nắm được đến giờ đều đến từ mạng xã hội. Chị Thảo khẳng định phía Đạt Villa sẵn sàng làm việc rõ ràng với gia đình người donut để làm rõ vụ việc. Gia đình bạn gái này chưa có liên hệ trực tiếp với Đạt mà chỉ thông qua những thông tin chưa xác thực chính xác và gọi tên Đạt trên livestream. Phía mình luôn sẵn sàng đối chất nếu gia đình em ấy có nhu cầu nắm rõ thông tin hơn. Nói về số tiền được donate và hướng giải quyết, quản lý của Đạt Villa cho hay, mỗi buổi live có rất nhiều người donate và không thể tổng hợp lại những buổi live trong quá khứ. Quyền tự do donate và nguồn tài chính là vấn đề cá nhân của mỗi người dùng. Streamer không kiểm soát, không quản lý và người dùng cũng nạp tiền và tặng quà thông qua ứng dụng TikTok, chứ không trực tiếp gửi tiền cho streamer. Sau sự việc, nhiều khán giả tò mò về khả năng kiếm tiền và số tài sản hiện có của Đạt Villa. Từ một anh thợ cắt tóc nghèo, sau khi vụt sáng trở thành hot TikToker, Đạt Villa đã nhanh chóng có một nguồn thu nhập đáng nể. Dù chưa từng công khai tổng thu nhập, thế nhưng hồi tháng 2 năm nay, sau khi bị đồn thổi kiếm được 700 triệu một tháng, phía Đạt Villa đã tiết lộ. Thu nhập hiện tại của Đạt thấp hơn, nhưng 700 triệu đồng một tháng cũng là con số mục tiêu mà hot TikToker hướng đến trong năm 2022. Nói rõ hơn về các nguồn thu của Đạt Villa, quản lý của anh chàng cũng giải thích. Thu nhập của Đạt đến từ hai nguồn chính. Thứ nhất là quà tặng của fan, hình thức mà netizen hay gọi là donut qua những buổi livestream trên TikTok. Và thứ hai là các shop quảng cáo của các nhãn hàng. Cuối năm 2021 vừa qua, Đạt Villa từng khiến nhiều người trầm trồ khi tậu một chiếc Mercedes-Benz E300 AMG. Chiếc xe có giá niêm yết là 2,95 tỷ đồng. Điều này chứng minh thu nhập của Đạt Villa không phải dạng vừa trong giới TikToker. Mới đây nhất, Đạt Villa đã chơi lớn khi quyết định vượt quãng đường 5.000 km sang Indonesia để thăm người yêu quen qua mạng Vinh Hiên. Mặc dù hiện tại chưa tiết lộ số tiền mà chàng trai này đã bỏ ra, nhưng cư dân mạng nhận định chắc hẳn đây là con số không nhỏ. Nói về nguồn thu của mình, Đạt Villa từng chia sẻ với CafeBeast, thu nhập của TikToker không cố định nên khá khó để đưa ra một con số cụ thể. Tuy nhiên, trung bình mỗi tháng sau khi trừ hết những khoản chi phí như tiền ăn, tiền nhà, tiền lương của các bạn trong team, mình tiết kiệm được khoảng 50 triệu đồng. Mình mất khoảng 1 năm để kiếm 1 tỷ. Với riêng mình, hai nguồn thu chủ yếu là fan donate trên livestream và các shop quảng cáo cho nhãn hàng. Trước đây, phần lớn thu nhập của mình tới từ livestream, còn thời gian gần đây, mình nhận được nhiều lời mời hợp tác quảng cáo của các nhãn hàng hơn. Không chỉ có thu nhập lớn từ nền tảng mạng xã hội, Đạt Villa còn gây chú ý khi cực kỳ chiều chuộng bạn gái. Trước khi sang thăm người yêu, chàng trai này đã mua không ít đồ đạt làm quà. Điều đáng nói, nam thanh niên lựa chọn đồ cho bạn gái cực kỳ thoải mái mà không cân nhắc kiểu dáng hay số lượng giá cả. Chỉ cần thấy ưng mắt, bạn gái thích là anh chàng sẽ gom vào giỏ đồ. Thậm chí mới đây, nam TikToker còn tiết lộ bản thân đã mua ngay một bài hát độc quyền để hát tặng bạn gái người Indonesia. Chuyện tình đẹp của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ. Cuối tháng 4 năm 2022, mạng xã hội râm ran tin đồn cặp đôi đã đường ai nấy đi khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Mặc nhiều lời bàn tán, phía Đạt Villa vẫn từ chối trả lời, khiến dân tình càng thêm tin tưởng vào lời đồn sản đức. Thế nhưng, gần một tháng sau đó, Đạt Villa lại bất ngờ lên tiếng thừa nhận chính anh là người đã tung ra tin đồn chia tay bạn gái, đồng thời cho biết mình làm thế là vì muốn biết những người theo dõi nào thực sự yêu thương anh. Màn thử lòng này khiến không ít cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích đây là chiêu trò của Đạt Villa nhằm làm nóng tên tuổi, mang chuyện tình cảm ra drama hóa chỉ để cầu tương tác trên kênh cá nhân.